Xin chào anh chị em và các bạn. Thì hôm nay thì ông xã mình sẽ tiếp tục chở ba mẹ con mình đi chơi, cũng đến một cái bãi biển của thuộc vùng Nọ Môn đi nữa. Tại vì gia đình mình rất là thích đi biển, ngắm biển đó cả nhà. Thì cái bãi biển này nó có cái tên là Villers-sur-Mer, là một cái xã nằm thuộc cái tỉnh Saint-Maritime trong vùng Nọ Môn đi luôn, và nằm ở miền Bắc của nước Pháp nha cả nhà. Thì bây giờ thì cả nhà mình đã đến nơi, thì mình sẽ quay xung quanh cho cả nhà xem cái bãi biển này nó có đẹp hay không. Và theo mình thì mỗi một cái bãi biển ở cái vùng Nọ Môn đi thì nó đều có một cái vẻ đẹp riêng, và gia đình mình thì rất là yêu biển, lúc nào cũng rất là thích đi ra ngoài biển để ngắm cảnh và đi hóng gió biển đó cả nhà. Cùng lúc này thì có một cái chiếc xe mà nó đi quảng cáo cho cái đoàn xiếc của nó đó cả nhà, giống như ở hồi ngày xưa bên mình vậy đó. Thì có khi mà đoàn xiếc, đoàn cải lương hay gì về quê đó thì nó có một cái chiếc xe để nó đi phát loa, rồi nó phát tờ rơi cho cả nhà, cho mọi người biết là đoàn xiếc về và sẽ biểu diễn vào cái giờ ngày giờ đó để cho mọi người đến xem đó cả nhà. Thì nó đang la sùm đó. Ở đây thì người ta có để một cái bảng này mà cả nhà. Thì ở cái vùng biển này á, thì người ta sẽ quy định cho mình bắt được cỡ 5 kg của con hào và con vẹm á, và con cái bên đó chắc là mình nghĩ là con ốc biển đó, thì chỉ được bắt là nhiều nhất là 5 kg. Còn cái con mà giống như con tôm hay con tép nhỏ nhỏ này nè thì là 2 kg là nhiều nhất, chứ mình không có được bắt hơn. Thì đó là cái quy định người ta để nè. Ở đây thì nó có những con này là con gì ta, con cua biển nè, rồi con ghẹ, con này con nhện, con cua nhện, đúng rồi, con cua nhện, bà xin lỗi mọi người, con cua nhện. Thì đây người ta có để nữa không, mình đến đây mình có thể, nhưng mà khi nào mà thủy triều nó xuống thì, còn bây giờ thì nó đang lên đó nên là mình không có bắt được. Bây giờ từ trời cũng thời tiết hôm nay cũng hơi lạnh nên mình chưa có thấy ai xuống biển để tắm, thì cũng còn sớm đó cả nhà, không phải là buổi chiều nên là chưa có ai, mình đi hơi sớm nên chưa có ai ấy, chưa có ai đến để mà tắm biển. Còn với những người mà đang ngồi ở trên này để mà nghỉ mát ngơi nghỉ ngơi đó, rồi trò chuyện này kia đó, chứ chưa có ai, chắc chiều chiều người ta mới đi tắm biển. Thời tiết hôm nay cũng rất là tốt nên là chắc thế nào cũng có chiều người ta đi đến tắm biển thôi. Thì biển ở đây nó cũng như giống như những cái bãi biển khác của vùng Nọ Môn đi, thì nó lúc nào nó cũng những cái hạt sỏi sỏi nhỏ nhỏ đây nè đó, chứ nó không có cát nè cả nhà, nó không có cát. Rồi ba cha con nó đi đằng kia. Ở đây thì vùng Nọ Môn đi thì lúc nào nó cũng có những cái vách đá, những cái pha lê rất là đẹp, những cái hình dáng nó rất là đẹp luôn. Nhưng mà mình có những cái mà nó nguy hiểm á, thì người ta kêu mình, ta sẽ để bảng mình đừng có lại gần. Và cả nhà nhìn xem ở trên cao đó thì nó có những cái nó giống như nó rất là dễ rớt xuống đó một cả nhà, nên là mình cũng không có nên đến gần. Người ta có để cái bảng, lúc nào người ta cũng để cái bảng là mình không có được đến gần đó, để biển báo nguy hiểm cho mình đó, để mình nó có thể rớt xuống bất cứ lúc nào đó, nên mình không có, tốt nhất là mình đừng có lại gần quá. Biển mùa hè sóng vỗ rì rào luôn. Thì ở bên đây có một cái cặp người ta đang chụp hình đám cưới đó, thì mình tránh qua một bên để cho người ta chụp. Ở đây thì nó có nhiều cái nhà hàng lắm cả nhà. Thì mùa hè thì người ta sẽ mở cửa để cho khách du lịch, để người ta đến để mà tham quan ăn uống rồi đó. Thì có rất nhiều nhà hàng ở xung quanh đây và khách sạn nha cả nhà. Cái gì vậy con? Cái đó chơi mà con không có dám chơi đâu. Thì bây giờ này mọi người thấy không, người ta để bàn ghế rồi bên cái chỗ mà bờ kè để mà mình đi dạo đó. Thì rất là nhiều người ta đã để sẵn rồi nè, cũng sắp đến giờ ăn trưa rồi. Chưa tới giờ ăn con? Chưa tới giờ ăn, mới có 11 giờ hả? Thường thì người ta sẽ mở cửa lúc 12 giờ. Còn bây giờ là để người ta uống cà phê hay gì, người ta nghỉ chân thôi đó cả nhà. Còn cái nhà hàng này ông xã mình đã đặt chỗ rồi, thì một chút mình sẽ vào bên trong để mình
mình ăn. Nè mọi người thấy không, người ta để trồng bông hoa rất là nhiều cho nó đẹp á. Bàn ghế người ta để nè, rất là nhiều luôn. Thì khi mà một hồi mà tới giờ ăn, cả nhà xem rất là đông khách đến ăn. Cái gì con? Đúng rồi, để cái chép để cho người ta ăn khoai tây chiên, hamburger hoặc là tấm ăn gì ta ăn con. Bàn ghế bây giờ nó rất là còn rất là trống. Không có, tại vì chưa đến giờ ăn đó. Muối nữa hả con? À không, mọi người bên phía bên đối diện là nhà hàng không đâu cả nhà. Nhà hàng rồi ở đây hình như là không có, chỉ là nhà hàng thôi. Nó mua một giải luôn đó. Mục tiêu là nó nhiều, nó sang sát với nhau vậy thôi, chứ mà tới giờ ăn là vẫn đông nghịch khách luôn. Bây giờ còn sớm á, là người ta chưa ăn. Còn tại người Tây người ta ăn rất là trễ, có khi 12 giờ, 1 giờ, có khi 1 giờ mấy, có thỉnh thoảng cũng có khi là 2 giờ nữa. Thì khi mà ngồi ăn bên đây nè, kế cái biển sát một bên này nè, người ta rất là thích ngồi mà giống như người ta phơi nắng vậy đó. Vừa phơi nắng mà vừa thưởng thức những cái món ăn của vùng biển thì nó rất là tuyệt vời. Rồi thì bên đây này để nó sắp tới bên kia là nó tới khúc này nữa là sẽ hết nhà hàng. Rồi phải giải bên kia là cái gì đây? Thì mọi người nhìn thấy ha, lúc nào cũng có những cái pha lê rất là đẹp. Nó rất là tự nhiên luôn, chứ không có được tạo bởi con người, mà nó là tự nhiên. Bây giờ thì cũng đã có một vài người xuống tắm biển rồi đó. Còn một số người thì đang phơi nắng, nhưng mà rất là ít, tại vì còn sớm đó cả nhà. Thường thường thì người ta sẽ tắm vào buổi chiều. Còn bây giờ thì đó còn sớm là có một vài người thôi hả. Còn có những cái ghế đây nè, mình ngồi mình ngắm biển, hóng gió biển. Cả nhà mình thì ít khi nào xuống biển tắm lắm, chỉ thích đi dạo biển ở trên bờ kè như thế này nè, rồi hóng gió biển là chủ yếu, chứ không có thích bơi. Mùa hè thì ở Pháp người ta trồng bông rất là nhiều như cả nhà, thì để cho nó đẹp á. Ở đâu người ta cũng trồng bông á, nhà cửa người ta cũng trồng xung quanh nhà nè. Ở đây người ta bán cá nè, có bán cá nè. Cá này là người ta câu biển người ta lên đó cả nhà, rất là tươi và rất là rẻ luôn. Nhưng mà bây giờ thì mình lúc trước mình cũng hay mua lắm, nhưng mà bây giờ bữa nay thì mình không có mua, tại vì mình không có ăn ở nhà nữa đó, nên là mình không có mua nữa. Chứ thường thì lần nào đi mà thấy cá gì mình cũng mua hết trơn, tại vì nó tươi, nó ngon mà nó rẻ nữa. Như con không có được, ba ba không có cho leo lên đâu con. Tại vì ở đây con nhìn thấy đi, nó nếu mà con rớt xuống dưới là con sẽ bị bố bô, con hiểu không? Nè, con rớt xuống đây là con sẽ bị thé bố bô nè, thấy không? Nên là không có được xuống nha con. Nó không có được leo lên, lại mình gạo chân nó không có giống ở trên gần nhà mình là con đi được, còn ở đây là không có được nha con. Tại vì mẹ mới giải thích rồi. Thấy không? Con muốn đi xuống đây không? Con muốn đi xuống dưới sỏi không? Hay là trên này thôi? Gió biển mát quá cả nhà. Còn vài ngày nữa là tụ trường rồi. Thì còn 3 ngày nữa mình sẽ về nhà, về Paris để cho ông xã đi làm, rồi các con đến trường. Còn mình thì cũng trở lại cái cuộc sống hàng ngày của gia đình mình luôn. Hết hè rồi. Cả nhà thấy không, bây giờ người Tây mùa hè người ta thích nằm bên bãi biển để người ta phơi nắng đó. Mình thì mình rất là sợ đen, mình không có thích phơi nắng đâu. Về có ba ba rồi, không là đi qua bên bà ngoại, qua bên chơi với chị với mẹ Thảo. Bây giờ về chơi với ba ba một tuần cuối rồi, ai vào việc nấy. Nhà mình ai cũng thích biển hết trơn, mặc dù giống như mình nói không có thích bơi mà lại thích đi biển. Nên mua nhà cũng ở vùng gần biển á, đặng có thích thì đi ra cho nó lẹ. Chứ ông xã mình không có thích núi lắm. Tại vì bên đây nó cũng có phía nam á, cũng có nhiều núi lắm. Và bên gần bên phía mà nhà của ông nội nữa, ông nội bà nội với bên cô đồ đó là gì?
có nhiều núi, nhưng mà ông xã mình không có thích mua hướng đó, nên là gia đình đó là ở rất là xa nhau, mỗi người một ngã, giống như là sông Tinh Thủy Tinh vậy đó. Rồi thì kịp cả nhà nhìn xem, đây là có bên đối nhìn thẳng ra biển thì có những cái căn nhà nhỏ. Thì mình có hỏi một cái cô chủ của cái căn nhà này á, thì cổ nói là những căn nhà này hầu như là đã được mua và đều là chủ sở hữu chứ không có cho thuê. Bởi vì thường thì bên Pháp có những căn nhà mà gần biển như thế này thì người ta sẽ cho thuê vào mùa hè và những ngày nào mà nắng ấm á, người ta sẽ thuê để lấy tiền đó. Nhưng mà ở đây thì không phải, đây là những cái nhà đã được cô chú đã mua lại để mà mình những cô chú mà yêu biển đó, thì sau khi mà người ta nghỉ hưu rồi đó, người ta sẽ mua để mà người ta hưởng thụ cái cuộc sống của mình đó cả nhà. Thì ở đây có một điểm lạ là những cái căn nhà như thế này nè cả nhà, là trước cửa người ta có để một cái tên giống như là con tôm, con sò, con cua gì đó, nó rất là dễ thương. Và căn nhà thì nó căn nhà thôi nhưng mà rất là nhỏ, ngay cả nhà chỉ đủ để một cái giường rất là gọn và có tivi và cái bàn, nói chung cái gì cũng nhỏ hết. Mình thấy là chỉ đủ để ở được 1 đến 2 người chứ không thể nào ở hơn được nữa. Thì giống như mình nói, mỗi một cái vùng biển của vùng Normandy thì nó có nét đẹp riêng và cái nét đặc trưng riêng, và gia đình mình thì rất là yêu thích và khám phá. Thì bây giờ thì các con mình nó cũng đói bụng quá rồi, nên bây giờ mình sẽ quay ngược trở lại để mà đi đến nhà hàng cho các con ăn, tại vì tới trưa cũng trưa rồi đó cả nhà. Thì sau khi mà mình ăn xong thì mình sẽ cho các con ra ngoài cái chỗ khu vui chơi nhỏ nhỏ để cho các con chơi. Còn bây giờ thì mình sẽ mời cả nhà vào nhà hàng ăn với gia đình mình nha. Cả nhà. Thì bây giờ thì các con mình đã được một cái cô phục vụ đó, cô đem ra cho các con mình những cái miếng để vẽ để chờ người ta mang thức ăn ra đó. Thì con gái mình đã ăn ngồi vẽ nên đang đói bụng rồi. Thì mẹ đi cu cu đi con. Cu 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 cu. Ela đi cu cu lại đi con. Thằng nãy mẹ quay mà mẹ quên bấm. Ela đi cu cu. Cu cu. Thì ông xã mình không có thích quay lắm nên mình kêu ổng xin chào cả nhà, thì mọi người thông cảm nha. Thì ở đây là những cái bàn xung quanh mình là người ta đã đặt chỗ hết rồi, nên là ông xã mình cũng đã đặt hôm qua đó, nếu không thì mình đến đây thì sẽ không có chỗ để mà mình ngồi đó, thì mình sẽ không được vào cái nhà hàng mình thích. Thì mình xin đi con, xin mẹ uống nước mà không có uống cái cây nào, xin đi con. Người ta đem cái này mà không đứa nào ăn được, đẹp lắm mà, để nhìn đẹp không, mà cái này là để ăn với ăn để mình ta uống được thay vị đó cả nhà. Bây giờ mình mời cả nhà ăn cái bánh bánh mì mà để mình ăn uống rượu khai vị đó cả nhà. Thì người ta có làm cho mình một 4 cái, nhà mình 4 người 4 cái mà hai đứa nhỏ ăn không được á. Giờ hai vợ chồng mình ăn luôn. Đây là trong này nó có cá hồi nè, rất là ngon. Để ăn để mà ăn nhẹ thôi đó, khoảng hồi mình còn ăn nữa đó. Thì bây giờ mình mời cả nhà ăn với gia đình mình nha. Bây giờ khách người ta vô đông tới rồi. Rồi thì bây giờ các con mình được cô phục vụ cho hai miếng để vẽ với mấy cây viết đó. Thì bên đây thì do người ta tâm lý thường thì mình ngồi ăn hơi lâu đó, thì sợ các bé chán nên người ta sẽ cho để các bé vẽ để mất thời gian đó. Thì không phải nhà hàng nào cũng có nha cả nhà. Thì bây giờ là mình giới thiệu với cả nhà, đây là món khai vị mực. Mực lăn bột chiên hay chiên giòn gì đó cả nhà, mình cũng không biết nữa. Thì đây là cái khoai tây chiên với lại gà mà lăn bột đó, thì các con mình sẽ ăn cái món đó. Nhưng mà cả nhà nhìn xem đây nè, khoai tây chiên á là người ta chiên bằng khoai tây tươi chiên á nha, chứ không phải là khoai tây thường người ta mua đông đá người ta chiên nha cả nhà. Mà khoai này thì khoai tây người ta sẽ chiên tại nhà hàng đâu đó, nên rất là nhìn rất là ngon và rất là đẹp, màu sắc rất là đẹp luôn. Thì bây giờ là mình mời cả nhà ăn với gia đình mình nha. Thì trước mắt mình thì mình nhìn cái là chưa ăn mà thấy trước mắt mình là cái trang trí mà là rất là bắt mắt rồi đó cả nhà. Thì bây giờ mình mời cả nhà miếng ăn với mình nha. Nhìn cả nhà nhìn xem nó rất là đẹp.
Cái này là Magine. Thì giờ do cái nhà hàng này á, ông xã mình không có thích mình nói chuyện hơi lớn nên bây giờ mình sẽ phải về nhà mình sẽ ghép tiếng mình vô đó. Tại vì thường thì nhà hàng Tây mình nói chuyện hơi nhỏ nhẹ, nhỏ nhỏ thôi, chứ mình đừng có nói lớn thì sẽ gây, sẽ không có lịch sự đó cả nhà. Còn đây là cái món chính cá phi lê ăn với cơm mà giống như cơm Ý, mà thường cơm Ý mình nấu với lại một chút kem tươi đó cả nhà. Rất là ngon, mình thì rất là thích cái như thế ăn cơm của người Ý nấu cái kiểu này nên mình đã gọi. Còn ông xã mình thì ăn cái con vẹm, thì đi biển mình đúng định ăn cái món này nhưng mà mình kêu nó mình ăn hai món đồng hồ, mình xin ông xã mình ăn một chút chứ là mình thành ra mình ăn được hai món luôn. Thì bây giờ mình mời cả nhà ăn với mình, gia đình mình nha. Cá rất là ngon cả nhà ơi, ăn bỏ vô miệng là nó đậm, nó không có đậm đà như cái kiểu người Việt mình nhưng mà nó rất là ngon luôn. Thì mình cụ xin mình theo mình nghĩ nếu mà các anh chị nào mà em nào mà có đến tham quan ở cái vùng biển này thì nên ghé qua cái nhà hàng này để ăn, để thưởng thức các món ăn mình mà theo cái gia đình mình đó, khẩu vị của gia đình mình thì nó rất là tuyệt vời luôn cả nhà. Ông thấy đầu mà tại vì ngồi đây nó ở trong nhà. Cái này của con. Cái này của con đẹp. Con uống con. Con mày biết nè. Con cười cái. Con vui không? Con vui không Mê Lan? Con đưa lên con mời ông bà coi. Con mời ông bà. Sau khi cả nhà mình ăn uống xong rồi thì mình sẽ tính tiền rồi mình sẽ dẫn các con đi dạo thêm một chút nữa rồi đi về. Thì ở đây sao tính tiền thì do mình vẫn có các bé đó nên người ta sẽ cho mình một ít kẹo để cho các bé vui đó cả nhà. Rồi thì mình cũng xin giới thiệu đến cả nhà cái nhà hàng này. Nếu mà mọi người mà có đi đến cái vùng biển này để đi chơi, đi tham quan thì mình nghĩ là cả nhà nên ghé qua đây để thưởng thức các món ăn ngon. Bây giờ mình đi ra mình chọn cho các con nó đi chơi. Nãy nó đòi chơi cầu tụt, có nãy mà không có cho nó chơi, thì ăn xong mới chơi đó. Tại vì cũng sắp tới giờ ăn nó không cho chơi. Thì bây giờ có thấy hai tụi nó đi thấy thương không? Nắm tay nhau nó đi. Rồi mình đi hồi nãy trong nhà hàng đó rất là ngon nha cả nhà. Mình khi nào mà các bạn, các anh chị mà có đến cái chỗ này mà tham quan á, chỗ này là Bolet Suimea, thì theo mình, theo cái khẩu vị của gia đình mình đó, thì mình thấy cái nhà hàng đó rất là ngon và có rất là nhiều người đến để có rất là nhiều khách đến ăn luôn đó cả nhà. Thì đồ ăn mình thấy rất là ngon luôn. Cái gì ta, khoai tây á, khoai tây chiên á, thì cũng là khoai tây chiên không phải đông đá mà người ta sẽ chiên ở tại nhà hàng đó, rất là thơm ngon. Nhưng mà mình ở bên Pháp này lúc này đang có một cái rất một cái vấn đề nan giải, đó là nhà hàng ở bên Pháp mình bây giờ rất là người ta sẽ không có để mà tìm được người làm cho nhà hàng đó, giống ví dụ như là thợ nấu hay là người phục vụ hoặc là rửa chén đó, thì rất là hiếm luôn. Cho nên là nhà hàng bây giờ gặp rất là khó khăn. Hồi nãy nhà hàng đó người ta cũng đang tìm thợ nấu, đang tìm người rửa chén và người phục vụ đó. Rất là tội nghiệp mấy người làm nhà hàng luôn, rất là khổ. Bây giờ thì có một số người bắt đầu xuống biển để mà bơi rồi đó cả nhà. Thì hôm nay trời cũng hơi se lạnh nên là cũng không có nhiều người để mà bơi. Có một số người hồi sớm còn sớm thì ít ha, bây giờ thì đã có rồi cả nhà. Thì giống như mình nói hồi nãy á,
mấy cái ghế mình coi ở nhà hàng mà người ta để dọc dọc cái bờ kè đó thì bây giờ đã đầy đầy khách hết rồi cả nhà. Người ta đã ngồi đầy khách hết trơn luôn. Thì ngồi cái mình ở cái nhà hàng như vậy đó mà ở đây nè, nó gần mé biển Bình Nghiêm, mình ngồi mình ăn á, mình sẽ ngồi ngắm biển luôn cùng một lúc á, thì cái cảm giác đó rất là tuyệt vời. Thì bây giờ thì mình sẽ ra ngoài đây nè, mình có một mình quay cho cả nhà coi. Thì ở cái bãi biển này nó cũng ít khách thôi, họ cũng ít người tới, mà thì có một số người nằm phơi nắng đó cả nhà. Thì bơi thì cũng ít, có cái bãi biển hôm trước mình đi, hai bữa trước mình đi thì rất là nhiều người bơi, nhưng mà không biết là do thấy hôm trước thời tiết nó ấm hơn sao người ta bơi nhiều, còn hôm nay thì trời hơi gió thì thấy người ta chỉ nằm một ở bãi biển này, nó cũng ít người bơi á, thì có toàn là một số người người ta nằm người ta phơi nắng đó cả nhà. Do cái bãi biển này nó cũng không có lớn bằng mấy cái bãi biển kia đó, nên thì nó cũng có một số ít thôi. Rồi đúng như lời đã hứa, ăn xong mình dẫn các con lại đi chơi. Thì cả nhà biết không, ở những cái bãi biển nào cũng ở bên Pháp đều mọi người không biết, cả nhà có để ý không, chứ còn tất cả những bãi biển, hầu như tất cả những bãi biển ở bên Pháp đều có những cái khu nhỏ nhỏ, không có được, không có cái lớn nhỏ nhỏ để cho các bé nó chơi, cũng có chỗ lớn, cũng có nhiều cái trò chơi lắm. Còn có những chỗ thì ít nhất nó cũng có một số một số ít vài cái để các cho các bé nó chơi á, cái nhà con cũng có một số bãi biển nó nhiều lắm, nhưng mà cái bờ có một số thì nó rất là ít, nhỏ nhỏ, mà ít nhất là nó phải có một vài cái để cho các bé nó chơi. Thì ở đây thì nó hơi nhỏ, nó chỉ có vài ba thứ thôi hả. Thì bây giờ mình để cho các con chơi một chút rồi mình đi bộ dài qua bên kia chút rồi mình về. Ở đây mọi người biết bên đây là cánh đồng. Ở bên này là nuôi bò dữ lắm nha, cái vùng này là nuôi bò khủng khiếp nha. Ở đây thì người ta làm sữa rồi nè, sữa bơ trứng ở lộn à, xin lỗi, sữa bơ phô mai rồi đó cả nhà, nhiều lắm. Vui không? Vui ha con. Và bữa nay thời tiết đẹp quá, trong xanh luôn. Người Tây người ta rất thích ra ngoài ăn ở ngoài trời nắng đó cả nhà. Rồi người ta làm như vừa ăn mà vừa tắm nắng, còn mình là mình không thích nắng nha, nắng quá mình sợ đen. Không có chỗ chị Hai nghe, ngồi chơi đi con. Không có chỗ con đâu. Ai mà giữa trời nắng kìa. Mấy đứa đừng không có chạy đâu chị Hai nha con. Không chạy nha, chơi không chạy. Giữa trời nắng à, 2-3 giờ chiều mà ngồi giữa nắng rồi nè. Lấy cái khác đi con, đừng giật của em. Vậy đó hả, rồi nó cười. Giờ nó không chờ con nữa hả? Giờ nó không chịu, con đừng lấy cái của em. Con lượm cái khác đi con. Ê la, nó không chờ. Ơi quậy quá. Còn ở bên này là cái phía này là mình đi phía bên kia, còn cái bên đây là đi ngược hướng lại đó cả nhà. Thì bên đây nó có một cái đường, cái bậc cầu thang á, mọi người nhìn xa xa thấy không, thì có nó có một cái nhiều cái bậc cầu thang để mình đi vòng vòng, có chỗ cái hàng rào cho nên mình đi, có thể đi thẳng lên tới đỉnh luôn đó cả nhà đó, đi thẳng tốt tới trên đỉnh luôn đó. Thì không phải ở chỗ này mà là chỗ bên chỗ cái vùng biển bên kia đó, thì mình cũng đã từng đi với ông xã mình lên đó khi mà không có hai đứa nhỏ đó. Bây giờ thì có các con nhỏ nên mình không có đi lên, chứ thật ra nếu mà đi lên đó nó rất là thú vị luôn. Mình đi trên cao á, nó cảm giác nó rất là thoải mái và không khí rất là trong lành. Thì cái đường bờ kè này nếu mình nhớ không lầm á, thì nó là khoảng 1 cây số hơn, ở 1 cây số hơn vậy đó cả nhà. Thì ở bên đây cái vùng Nội Mông Đi này thì nó rất là nhiều biển, nhưng mỗi một nơi thì nó có một cái vẻ đẹp khác nhau. Thì khi mình đi đến một cái bãi biển nào đó của cái vùng Nội Mông Đi thì mình rất là thích thú, tại vì nó rất là đẹp, có cái nét đặc trưng riêng á. Thì tùy theo cái sở thích của mình thì mình có thể trở lại hoặc là mình không trở lại, nhưng mà mình thì rất là thích cái vùng biển Atita với lại ở bên phía mà Phê Con với Ipoh đó.
thì chứ với nó cũng gần nhà, nó mình đi hoài cũng không có chán luôn. Còn cái này thì chọn cái chỗ này thì nó hơi xa nhà mình một chút, đi tới đây thì khoảng 60 cây số, cho nên nó là ở đây nước chảy lớn quá, nói chuyện khó nghe quá. Thì mình chỉ mới đến đây lần đầu tiên thôi à. Ở bên đó cái cây cầu để cho người ta chạy qua. Rồi thì bên đây là cái này là đến đâu còn chút xíu nữa là mình đi tới cuối cùng rồi. Thì mình sẽ đi ngược lại rồi mình sẽ đi về nhà, cũng chiều rồi, cả nhà đi từ hồi sáng đến bây giờ rồi. Thì thôi bây giờ thì mình cũng xin tạm biệt cả nhà đã dành thời gian để xem video của ba mẹ con. Thì cũng gần hết hè rồi, mình chơi cũng còn một vài ngày nữa là mình về rồi. Thì cảm ơn cả nhà rất là nhiều để dành thời gian để xem video của ba mẹ con mình. Chúc cả nhà nhiều sức khỏe và luôn thành công trong cuộc sống. Cả nhà mà có yêu thích gia đình của mình á, thì xin vui lòng đăng ký kênh rồi nhấn chuông để mà nhận được thông báo khi mà ra video mới. Bây giờ thì mình xin chào tạm biệt cả nhà nha. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều đã dành thời gian để xem video nha cả nhà. Cả nhà trước khi tạm biệt thì cả nhà nhớ có yêu thích ba mẹ con mình thì đừng quên nhấn like và nhấn chuông để nhận được thông báo khi có video mới nha cả nhà. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại cả nhà nha. Cảm ơn rất là nhiều.